Rồi, sẽ chữa bài nhá. Bài cơ bản câu định tuyến tĩnh và nát, đúng không? Thì mô hình gồm các bài có đau thơ như sau. Đấy. 13.1 1.4.0 kể từ, đúng không? Đấy, thì đau thơ gồm 3 vùng mạng, mạng 1, mạng 4, mạng 2, mạng 3, IP public. Thì cả hai IP người dùng 10.1, 10.1. Sẽ nát overload có đau thơ R6 và nát overload có đau thơ R5, đúng không? Hai server là 10.1.10.10 và 10.1.10.10 đều nát static treo từ R4. Ok. Và từ ngoài này, người ta từ cái PC này vào web này là vào cái IP public, được chưa? Ok không? Thì bây giờ ngoài các IP public này, người ta chạy đi tuyến web với nhau, đúng không? Rồi các bước thực hiện như sau. Trong một đại diện nhé. Rồi interface phong thì không nó sát. Ok. 1.1. Thằng này là 1 chấm mấy? 1.2 đúng không? Thằng này là 1.3 phát 0.0. Thằng này là 1.4 phát 0.0. Ok chưa? Rồi. Phát 0.1 1.3.1 1.4.1 0.1. Ok chưa? À, thằng này là 4.2 phát 0.0. Phát 0.1 10.1.10.1 đúng không? Ok. Nhá. Yeah. Chế con này là 13.171.2.1 và 3.1. Rồi. Ok. Đó xong. 13.171.2.1. Rồi. Phát E1/1 là .3.1, phải E1/1. Rồi thằng này là 2.2 đúng không? Interface phát 0.0. Phát 0.1 là 10.1.1.1. Rồi. Ok nhỉ, 10.1.1.1 đúng không? Thằng này là .3.2 phát 0.0 13.1.3.2. Interface phát 0.1 10.1.1.1. Ok chưa? Ở chạy OFF đây nhá. À. Rao từ OFF 1 đúng không? Em quốc 13.1.1.0. A là mấy? Không, đúng không? Rồi. Chuyện này là bao nhiêu? Thằng này cũng vậy. Rồi.
ok không? Đó. Sau đó phải chim cô tuyệt vào đây đi. Và select đúng không? Thay cái chim cô tuyệt. Rồi. Và con này show IP root lên này. Show IP OF đều ổn ạ. Đó bạn đang thu quay chưa lên được. Muốn lên được nó phải trạng thái gì? Full đúng không? Rồi, thu quay. Rồi tới đây tôi phải kiểu cô đây hút đặt đẩy đây đi. Rồi 5, đấy lại đi. Một 3.1.1 chấm mấy? 3.1 đúng không? 3.1 chưa? Thằng này để 2.mấy? 2.mấy? 2.1. Đã sao được chưa? Ok. OE chưa? À. Ok không ạ? Bây giờ tôi sẽ coding NAT static trên router 4 này đây đi. Đúng không? Ừ. Lấy lệnh đi. À, con này chưa để default ra đúng không? Đúng không? Lấy lệnh đi. IP đi. Chấm mấy? À. 4 chấm mấy? Rồi. 4.2 rồi đúng không? Rồi. Bởi NAT nhá. Đấy lại gì? IP NAT inside inside gì? Suộc static gì? TCP 10.1.10.10. Đúng không? 80.1.3.1.4.10 port 80. Đúng không? Tương tự như vậy IP NAT inside suộc UDP à suộc static UDP 10.1.10 chấm bao nhiêu? Bọt bao nhiêu? 53.13.1.1.4.4 bọt bao nhiêu? Rồi interface phát 0.0 với cổng mặt ngoài này. Đấy lệnh đi IP NAT outside interface phát 0.1 IP NAT đi. Ok. Rồi. Cần gì? Sau IP NAT transition. Đấy chưa? Cái thông tin NAT static nó luôn cố định trên bảng NAT. Rồi trên con này anh sẽ nát một loạt đúng không? Slip 1 bơm ít 10.1.1.0 đúng không? IP NAT inside suộc slip 1 interface bao nhiêu? Phát 0.0 cổng ngoài mà đúng không? Interface phát 0.0 IP NAT gì? Outside interface phát 0.1 IP NAT gì? Ok chưa? Rồi. Chuyện lạnh thế. Slip 1 bơm ít 10.1 đúng không? IP NAT NAT đi inside suộc slip 1 interface phát 0.7 hâu vào gì? IP NAT đi. IP NAT đi. Rồi. Ok chưa? Bây giờ tôi đặt IP nhá. Bây giờ tôi đây khai báo này, 10.1.10.20 này. 10. Đúng không? Bình như thế nào? Xong rồi đúng không? Cô hình cái dịch vụ DNS đúng không? Vào service đúng không? DNS on. Tên là gì? DNS.edu.vn. IP là gì? 10.1.10.10 à? Không. Lại IP public chứ. Em đặt IP private thì từ ngoài nó vào hỏi em trả về bằng IP private nó sao vào được? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Tức là nó nát ra ngoài bằng IP public thì nó trả về bằng IP public đúng không? Từ ngoài nó vào IP S vào. Rồi. Xong rồi.
Con này tương tự thì chỉ cần đặt IP thôi được. 10.1.10 chấm bao nhiêu? 10. Ok. Bình này. Ok. Ok không? Bây giờ từ PC này mà muốn vào web thì em phải đặt IP đúng không? Hả? 10.1 chấm bao nhiêu? 1 chấm mấy? 2. Cái quay bao nhiêu? Đi nhất là bao nhiêu? 20 chứ. Ok. Nào. Vào web. Vào đâu? Được chưa? Ok chưa? Kiểm tra bằng NAT. Show IP. Thấy chưa? Khi em vào được thì bảng NAT mới có. Khi em chưa làm gì thì chưa lưu lượng thì NAT không có. Em hiểu chưa? Thì thằng này tương tự cũng vào được thôi. Nhưng hai thằng này sẽ không kết nối được với nhau. Giống như nhà bạn này dùng cái mạng ở đây này, cũng không thể kết nối được với nhà bạn bên kia. Nếu mà hai thằng cùng NAT vào loát, nó giấu IP rồi, được chưa? Ok. Đó. Và đơn giản là NAT vào loát và NAT static thì bạn. Ok không? Đó.